Đây nhá ông cháu Đức Anh nhá. Chú chuẩn bị cho đồ vào để ship cho ông cháu Đức Anh này. Thank you ông cháu Đức Anh Bùi Ngọc Sương ủng hộ ông chú nhá. Chuẩn bị ship đến thì chú giao cho người ta cho ông cháu nhá. Đức Anh đang đi nhá, ông cháu không phải sốt ruột nhá, ông cháu dục hơi nhiều đấy. Thank you ông cháu nhá. Đây ba lô nhà ông chú đây. Mũ quần áo nhà ông chú đây các ông cháu này. Đấy, thích gì thì IB cho chú nhá các ông cháu nhá. Này. 5 phút đến tận chân công trình cho các ông cháu luôn nhá, không phải đợi lâu luôn. Túi đây. Mũ đây. Ok nhận được rồi em ơi. Đây này. Đấy, con ship đang đi đây này, đấy. Các ông cháu thấy ba lô nhà chú đẹp không? Sắp đi học rồi. Các ông cháu khoái là khoái con ba lô nào thì IB cho chú nhá, vào phở bò nhá. Phở bò toàn ba bơi nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy, quay vòng cho ông cháu xem. Đồ bộ nhà chú đây này. Đấy, cho các ông cháu xem một vòng đồ nhà chú luôn. Ba chị à? Đây. Bộ nhà chú đây. Cho các ông cháu ngắm luôn đi. Ok chưa? Thấy đồ nhà chú ưng chưa? Còn vợ chú kia đang xếp lại đồ. Các ông cháu vừa múc một số đồ xong, bây giờ đi ra hết rồi, về rồi. Thôi chào các ông cháu nhé.